Gần đây trên mạng xã hội đã lan truyền một câu chuyện về một bác bảo vệ già đã bị mất việc giữ mùa đại dịch Covid-19 và bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài, bơ vơ bất vất góc này góc kia. Sau khi câu chuyện này được đăng tải trên mạng xã hội thì rất nhiều người đã tìm đến và giúp đỡ cho cụ ông. Người bảo vệ già ấy là ông Đào Kim Hải, 62 tuổi, tạm trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Không còn gia đình con cái và cũng chẳng còn tiền để trang trải mỗi ngày ông Hải được một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo thuê làm bảo vệ. Nhưng đã hơn 2 tháng qua, dịch Covid-19 khiến ông thất nghiệp, tiền nhà trọ cũng chẳng còn mà đóng. Ông đành mượn vệ hè làm nhà, sống lầy lắt qua ngày. Chỉ sau hơn một ngày đăng tải thông tin kèm theo hình ảnh của ông Hải, đã có rất nhiều mạnh thường quân gọi điện hỏi thăm và giúp đỡ ông Hải để ông có cuộc sống tốt hơn. Đưa đôi bàn tay co rúm, cầm chiếc điện thoại cũ, cứ cách vài phút lại có người gọi đến để hỏi thăm. Qua này có nhiều người gọi điện giúp đỡ cho chú lắm. Chú mới có tiền tạ tiền trò, đóng thêm để ở đến 23 tháng 4 rồi. Vui lắm con ơi, nhưng chú nhận đủ rồi, không muốn nhận thêm đâu. Chú cũng phải đi kiếm việc làm nữa chứ. Chú Hải xúc động. Vì không có tiền trước đó thì ông Hải đã phải cấm chứng minh nhân dân với lại sổ hộ khẩu để lấy một triệu đồng sống qua ngày. Trước đây ông có vừa có con nhưng mà tất cả đều bỏ ông mà đi. Hơn 10 năm nay đã không còn liên lạc được với nhau sống một mình trong căn phòng trọ tại quận tư chủ đi làm bảo vệ nhưng vì cắt giảm nhân sự cho nên chủ đã thất nghiệp bên cạnh nhiều người thương cảm và ủng hộ giúp đỡ cho cụ ông này thì có một bộ phận bắt đầu tìm đến tận nơi chửi bới người chủ nhà nơi được cho rằng đã đuổi cụ ông ra khỏi đây khi ông thất nghiệp và không có tiền trả tiền trọ khi phóng viên tìm đến thì chủ nhà trọ này là anh T đã kể lại sự việc và cho biết là nhiều ngày qua đã có những cái thông tin không đúng sự thật khiến cho anh phải mất ăn mất ngủ. Anh Tê khẳng định là hoàn toàn không có chuyện anh đánh đập và đuổi ông hát đi. Sau câu chuyện sai sự thật được lan truyền thì có nhiều bình luận bức xúc và dọa nạt anh cho rằng thậm chí có người đến tận nơi chụp hình đăng lên mạng khiến cho cuộc sống của anh bị đào lộn. Chuyện tôi đánh đập đuổi ông Hải đi vì thiếu tiền nhà giữ mùa dịch là hoàn toàn sai sự thật. Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ khi đọc hàng nghìn những bình luận chửi bới dọa tạt sơn đốt nhà. Có người còn tìm đến tận nơi chụp hình nhà tôi đăng lên và ném đá. Anh Thảo kể. Anh Thảo cho biết rằng ông Hải ở trọ nhà mình, sau đó ông tự chuyển đi chứ không phải bị đuổi. Thậm chí là ông ở trọ thiếu khoảng 5 triệu tiền nhà. Anh vẫn chưa một lần nào đòi ông. Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 2 tháng chứ không phải là mới một hai tuần như người ta thiêu diệt trên mạng. Lúc đó ông vẫn chưa bị mất việc. Toàn bộ đồ đạc ông để lại, anh Thảo vẫn bảo quản gìn giữ. Cách đây 3 ngày, Ông có trở lại và xin ở tiếp. Còn tiền thuê thì ông từ từ trả sau. Anh Thảo đồng ý. Anh còn chờ ông đi chuộc lại giấy tờ chứng minh thư mà ông cầm cố trước đó, rồi đưa ông đi khám bệnh, lấy thuốc khi ông bị ốm. Những thông tin sai sự thật nói rằng anh ngược đãi và đuổi người già giữa mùa dịch trên mạng khiến cho cuộc sống của anh bị đào lộn. Anh đã đề nghị các phần bày gửi bài hoặc là đính chính thông tin sai lệch, nhưng không nhận được sự đồng ý. Trò chuyện với báo Dinh, ông Hải khẳng định những gì mà anh Thảo nói là sự chính xác Tôi không hiểu vì sao trên mạng họ lại vẽ ra những câu chuyện như vậy Thảo thương tôi và không có chuyện tôi bị đánh hay đuổi đi Ông kể thêm Ông ở nhà anh Thảo được 2 tháng nhưng không có tiền trả cho nên cảm thấy ngại và từ bỏ ra ngoài Tôi làm bảo vệ có lương nhưng mà bị người ta lừa gạt hết Gần đây vì bệnh viêm phổi tôi hay bị ho Giữa mùa dịch bệnh người ta sợ tôi làm bảo vệ ở đó sẽ làm cho khách hàng sợ Cho nên họ cho tôi nghỉ từ khi mất việc tôi hay ngủ ở công viên, bến xe bít và sống bằng cơm từ thiện. Cả ông Hải và anh Thảo đều hy vọng là cư dân mạng biết sự thật để không tiếp tục chỉ trích sai người.